Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày 30 tháng 4 năm 2021 là kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Mình xin làm một bài đối về chủ nghĩa vị nhân vị và đảng Cần Lao. Để bài viết này có giá trị cao, mời quý vị cùng và các bạn cùng theo dõi nó như thế nào. Mùa hè năm 1958, sau khi nắm vững tình hình những cơ cấu trung ương của nhà an ninh quân đội bằng cách phối trí lại hệ thống tổ chức cho hợp lý hơn với chức năng của một bộ phận an ninh và tình báo thuần quân sự, cũng như phát động một số kế hoạch dài hạn nhằm nâng cao phẩm chất chuyên môn của nhân viên, tôi bèn bắt đầu đi thanh tra và nghiên cứu tại chỗ những đơn vị thuộc quyền ở khắp toàn quốc. Đơn vị đầu tiên dĩ nhiên là Sở An ninh Quân đội thuộc Quân khu 1 nằm tại Huế, một đơn vị có những công tác đặc biệt hơn những sở khác vì phạm vi trách nhiệm tiếp giáp với vị tuyến 17. Cũng nhân dịp này, tôi muốn trở lại Huế sau 2 năm xa vắng để thăm bạn bè, bà con cũ, cũng như ghé thăm ông Ngô Đình Cẩn trong ngôi nhà Phú Cam năm xưa. Ngôi nhà đó bây giờ đã mất đi cái phong cảnh cũ mà tôi hằng lưu niệm, đã mất đi cái vẻ cổ kính đầy huyền thoại đã từng quyến rũ tâm hồn tôi ngày nào. Ngôi nhà lầu chính không thay đổi nhiều, chỉ sửa sang cho quang đãng và sinh động hơn. Vườn hoa quê mùa và đơn sơ của thuở trước cũng đã được thiết kế lại như một cảnh vườn Nhật Bản quy mô với nhiều loại hoa quý và chim chóc thú vật. Thời ông Diệm chưa cầm quyền thì cảnh nhà Phú Cam đạm bạc, dưới mái tranh chỉ có bà cụ cố và mụ luyến thui thủi ra vào. Còn ngôi nhà từ đường ở trên chỉ có ông Cẩn ngày đêm cô quạnh. Bây giờ thì không khí của toàn bộ khuôn viên trở nên tấp nập oai nghiêm như dinh thự chốn công đường. Chỉ 2 năm mà lắm thay đổi so với những kiến trúc bất biến của xứ thần kinh trầm lặng. Dinh Ngô Đình Cẩn được biệt phái một tiểu đội do đại úy Tôn Thất Độ chỉ huy, gồm toàn sĩ quan và hạ sĩ quan lo việc phục dịch trong nhà, làm công tác vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, chim chóc, và đặc biệt phụ trách luôn việc đồng án mùa màng cho những mẫu ruộng ở An Cù và ở miệt Cát Lăng. Nhờ có một người anh làm thượng sĩ trong tiểu đội phục dịch này mà đại tá Phùng Ngọc Trưng mới có thể cho tôi biết rằng, mặc dù tiền bạc châu báu chất chồng, mặc dù dinh thự nhà cửa tậu mãi đã rất nhiều, mà ông Cẩn vẫn giữ cái tính keo kiệt bủn xỉn như thời còn hàng vi. Tiểu đội sĩ quan và hạ sĩ quan đó hàng tháng phải đóng góp chung tiền lại để mua chổi, bóng đèn, vòi nước, gạch đá, dụng cụ làm vườn và trăm thứ linh tinh khác. Vì đã có lần họ xin ông Cẩn ngăn khoản bảo trì hàng tháng, bị ông mắng chửi cho một trận và còn hăm dọa đuổi ra đơn vị tác chiến. Ngoài tiểu đội quân nhân được sử dụng như gia nô đó, ông Cẩn còn có một văn phòng quân chính, quân sự và chính trị do đại úy Minh, công giáo di cư, làm chánh văn phòng để lo vấn đề giấy tờ như thư tín và liên lạc với người ngoài dinh. Nhưng có lẽ những thay đổi của cảnh vật không làm tôi ngạc nhiên bằng những thay đổi của con người, vì sự kiện đập mạnh vào mắt nhất là sự thay đổi toàn diện nơi con người của mụ Luyến. Mụ Luyến mà tôi thường thấy trước kia là một mụ Luyến lam lũ, quê kệt, áo nâu quần đen, chân đi đất. Còn mụ Luyến mà tôi gặp hôm nay, mặt mày son phấn, áo quần lũ là, chân đi guốc hoa, mình đầy nữ trang óng ánh và được mọi giới chức quyền gọi bằng bà. Sự đắc thắng vinh quang của dòng họ Ngô Đình quả thật là đã được thể hiện rõ ràng nhất qua sự thay đổi tình hình, thay đổi hình nơi người đầy tớ gái nửa quá chừng xuân này. Xe dép của Sở An ninh Quân đội chở tôi đến dinh thự của Cẩn ở Phú Cam đúng lúc một viên chức đại diện cho tỉnh trưởng Quảng Ngãi cũng vừa chở đến một bức sập gụ quý giá để dâng cho ông cố vấn miền Trung. Bức sập gụ đó thật hiếm vì chỉ có gồm một tấm liền mà bề ngang khoảng 1 thước 6, bề dài hơn 3 thước và bề dày hơn phải hơn 1 tấc tây. Tôi bước vào cổng nhà lúc ông Cẩn
và mụ Luyến còn đứng chỉ trỏ xem xét và trầm trồ khen ngợi bức sập gỗ quý giá đó. Phong cách của ông Ngô Đình Cẩn vẫn không thay đổi bao nhiêu, vẫn bộ bà ba lụa trắng, vẫn vai trầu nhấp nhép, chỉ trừ đôi guốc gỗ đã được thay bằng đôi giày hà. Bề ngoài trông giống như một nhà phú hộ miền quê. Nói phô thì ông Cẩn vẫn giữ độ nào. Vắng mặt người ta thì ông đều gọi họ bằng thằng này, thằng nọ, thằng kia. Dù người ta có tuổi cao đức trọng hay bộ trưởng tướng tá, thái độ mục hạ vô nhân vẫn là cái bệnh chung của tất cả anh em nhà họ Ngô. Trong một buổi nói chuyện ngắn ngủi, thỉnh thoảng ông Cẩn lại cho một gọi một người vào để nạt nộ biểu dương oai quyền trước mặt tôi. Người đối thoại chỉ biết cúi đầu, miệng văn dạ li lịa. Những ai chưa biết rõ con người của ông Cẩn, khi nghe hay chỉ thấy ông làm những màn kịch cỡm này thì sợ hãi lắm. Nhưng đối với ông Võ Như Nguyệt và tôi, vốn biết ông Cẩn quá rõ, thì cái trò rung cây nhắc khỉ để làm dáng lãnh tụ chỉ làm chúng tôi buồn cười và khinh thường hơn. Thật ra tôi cũng không có chuyện gì mà bàn với ông Cẩn, chỉ đến thăm ông ta và nhìn lại ngôi nhà cũ, nơi mà mình đã có nhiều kỷ niệm, để xem thử thời thế thay đổi đã đem lại những thay đổi gì. Ngày hôm sau, tôi được đại úy Nguyễn Tiến Sung, chánh sở an ninh quân đội quân khu 1, trình cho tôi một tấm thiếp của ông Hà Thúc Luyện, tỉnh trưởng Thừa Thiên, mời tới ăn cơm tối. Bữa tiệc đó thật ra là do ông Ngô Đình Cẩn bày ra để đãi tôi tại tòa hành chánh Thừa Thiên. Tôi thấy có đại biểu chính phủ Hồ Đắc Khương, thiếu tướng tư lệnh quân khu 1 là Lê Văn Nghiêm, cựu Đoàn Nhượng, chủ tịch phong trào cách mạng quốc gia tỉnh Thừa Thiên. Với độ 30 quan khách thân hữu, trước khi ăn, ông Cẩn nâng chén chúc mừng tôi mới đi xa là ở Pháp về, và ca ngợi tôi là nhà cách mạng, cán bộ trung kiên tài ba nhất của lãnh tụ Ngô Đình Diệm và của đảng Cần Lao. Hôm ấy vào thời đại ấy quả là một vinh dự lớn lao cho tôi, vì suốt đời ông Cẩn có coi ai ra gì đâu, có bao giờ ông đãi đặn ai đâu, mà hôm nay lại dành cho tôi một sự tiếp đón long trọng với những lời chúc tụng cao quý. Thật thế ngay cả ông Lê Văn Đồng hiện ở Pháp, vừa là bộ trưởng canh nông, vừa là ủy viên trung ương đảng Cần Lao, lại thừa lệnh tổng thống đi kinh lý tỉnh Quảng Trị, mà ông Cẩn còn ra lệnh cho tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đông, người Phú Cang, không thèm đón tiếp, chỉ vì ông Đồng đã không lo việc cung cấp cây gỗ cho ông Cẩn đầy đủ như ông đã lo cho giám mục Ngô Đình Thục. Bữa tiệc hôm nay do đích thân ông Cẩn chủ tọa là một biến cố hãn hữu và đặc biệt, đã làm nhiều người ngạc nhiên. Nhưng từ trong thâm tâm tôi biết hành động đó của ông chỉ là một thủ đoạn. Ông Cẩn bày ra tiệc tùng tôn quý và đề cao tôi, thật ra chỉ vì quyền lợi của ông. Ông Cẩn biết tổng thống Diệm đặc biệt thương mến tôi, và lại tôi thường dám nói thẳng những điều mà người khác e ngại không dám nói lên, cho nên ông muốn gây cảm tình với tôi để tôi khỏi báo cáo với ông Diệm những sai lầm tội lỗi. Ngoài ra về dài, ông còn hy vọng sẽ lôi kéo được tôi về phe ông, vì lúc này hai anh em Cẩn và Nhu đã đi đến giai đoạn tranh chấp khó hàn gắn được. Ông Cẩn tưởng lầm là tôi có thể tạo thế thăng bằng giữa ông và ông Nhu, mà cộng sự viên thân tín của ông Nhu là bác sĩ Trần Kim Tuyến, lại là người Cẩn rất thù ghét. Trong Dinh Độc Lập, ông Cẩn có đồng minh là ông Võ Văn Hải, viên chánh văn phòng đặc biệt của ông Diệm, quyết liệt chống đối vợ chồng Ngô Đình Nhu. Nhưng ông Cẩn vẫn thấy chưa đủ, vì ông Diệm vẫn kính nể ông em Khoa Bản luôn luôn ở sát cạnh mình. Ông Diệm lại nể nang đến độ sợ hãi bà Nhu, người em dâu lắm mồm lắm miệng, sẵn sàng gây chuyện thị phi có thể làm mất uy tín của chính quyền của ông ta. Nên những lời lẽ chống đối với vợ chồng Ngô Đình Nhu của ông Võ Văn Hải không ảnh hưởng gì đến định kiến đã có của ông Diệm. Lần ra Huế đó, mặc dù được ông cố vấn miền Trung Ngô Đình Cẩn ân cần tiếp đón và tỏ ý ve vãn, nhưng lòng tôi vẫn buồn rầu vừa lo lắng, vì đằng sau cái hân hoan trơ trạng của cái oai quyền hống hách đó là một bức tranh ảm đạm của chế độ đang càng hiện rõ tại miền Trung. Những đồng chí cũ của tôi, những bạn bè cũ của tôi, những cán bộ và chiến hữu đã từng vào tù ra khám
hy sinh gian khổ cho ông Diệm và tổ chức ngày và cho tổ chức ngày xưa. Chỉ chưa đầy 3 năm mà vắng bóng biệt tích, kẻ thì bị hạ tầng công tác đụa đổi ra nước ngoài như hai ông Nguyễn Đôn Duyến và Trần Văn Hướng, kẻ thì cởi áo từ quan về đi buôn như ông Võ Như Nguyện, kẻ thì bị mất chức như các ông Nguyễn Chữ và Võ Thu Tịnh, kẻ thì trốn Huế vào Nam như ông Nguyễn Vinh, kẻ thì xa lánh chế độ như cụ Trương Văn Huế, kẻ thì bị chế độ giam giữ như ông Trần Bình Điền. Những người đó ngày xưa đã từng cùng với tôi tạo ra bức thành đồng để che chở cho ông Diệm lúc khốn cùng, đã từng cùng với tôi kháng khích làm thành những cơ phận kiên trì cho chiếc xe tổ chức của ông Diệm trong những giờ phút gian truân nguy hiểm mà bây giờ cảnh cũ còn đó, người xưa đâu còn. Bây giờ chỉ còn lại những vô hồn bí trọng khét tiếng như Hoắc, Đông, Phong, Hiếu ở công an, nhưng như đặng sĩ ở quân đoàn 1, quận trợ, quận Thái, như tỉnh trưởng Nguyễn Văn Tắc, Nguyễn Đình Cẩn, Nguyễn Văn Đông, toàn là loại đeo thánh giá mà chà đạp giáo điều Kitô. Để bổ túc dữ kiện cho cuộc điều tra, trước lúc đánh giá chế độ, tôi ghé thăm cụ Trương Văn Huế, một nhân sĩ công giáo Phú Cam, bạn thân lâu năm của nhà Ngô, từng đứng đầu trong bản kiến nghị để lên quốc trường Bảo Đại xin cử ông Diệm làm thủ tướng. Nhưng nay cụ là người bất mãn với chế độ, cụ vồ vập nói chuyện như để trút bớt nỗi lòng bất hận của mình. Đại tá phải nhớ là Ngô thủa bằng hàng khác, nay có quyền thế thì khác, trước kia thì nói chuyện cách mạng, đạo đức, liêm chính, nay thì chỉ biết tham nhũng bóc lột lập tiền. Đại tá cứ nhìn vào việc xử tệ với ông Trần Văn Lý và nâng thằng Nguyễn Cao Thăng lên hàng dân biểu thì rõ. Cụ gằn giọng: anh em nhà Ngô là hàng phản phúc, hàng ăn cháo đá bát, tôi sẽ bỏ Huế tôi đi, ở đây chướng tay gai mắt lắm. Trong lá thư công chánh số 37 tháng 10 năm 1986, kỹ sư Trần Sĩ Huân, một cộng sự viên của cụ Huế, cho biết: cụ là người cương trực khí phách, từng bạc tay tay chống Nhật, bị Việt Cộng ám sát hụt. Khi ông Diệm lên cầm quyền, cụ giữ chức trưởng khu công chánh trung phần, nhưng chỉ sau 3 năm cụ xin từ chức vì bất đồng chính kiến với gia đình Ngô, họ Ngô mà cụ là một thành phần trụ cột trong phong trào cách mạng quốc gia thời ấy. Mấy năm sau tôi đến thăm cụ Huế sống cô đơn tại Đồng Đế, Nha Trang, có lẽ muốn trao gửi tâm sự cho người bạn trẻ. Cụ nói: nghĩ cho cùng, thời xưa Tần Thủy Hoàng chung sống 200 thí thức cũng phải, thứ đồ gàn ấy để thêm cản trở việc nước, chế độ Ngô Đình Diệm này không tồn tại được lâu đâu. Nói vương đạo mà làm bá đạo, đồ vong ân bội nghĩa. Tôi thầm nghĩ chắc ông đang cưu mang một nỗi u hoài nào đó, vì ông là người khẳng khái, không chịu xu nịnh đua đòi nên bỏ về đây. Lão giả an chi, là dưỡng lão an thân. Thật vậy, từ khi ông Diệm củng cố được quyền lực, từ khi các chiến khu Việt Quốc và Đại Việt bị đánh tan, hai đảng ấy bị tê liệt hẳn, thì tại miền Trung ông Ngô Đình Cẩn không còn là một đối thủ nữa. Ông trở thành một thứ lãnh chúa ở miền Trung và miền Cao Nguyên với một triều đình riêng, uy quyền riêng, lực lượng riêng. Chỉ mới mấy ngày ở Huế mà tôi đã nghe nói đến những vụ tham nhũng kinh khủng, nhiều vụ bắt bớ các nhà giàu tra tấn cho đến chết để làm tiền. Tôi cũng nghe nói đến hành động phá hoại Phật giáo rất hạ cấp. Tôi còn nghe nói ông Cẩn cho xây nhà mát ở cửa Thuận, hàng tuần, hàng tháng đem người đẹp đến du hí chơi bời. Người ta còn kể cho tôi nghe mỗi lần đoàn xe ông Cẩn từ Huế xuống Thuận An hay ngược lại là dân chúng phải tránh thật xa, phải khuynh cái hạ mã, như các cuộc vi hành của vua chúa thời phong kiến. Tôi được nghe nói bọn Cần Lao bắt buộc dân chúng bỏ đạo ông bà để theo đạo Thiên Chúa. Những cán bộ công chức cấp thấp không theo đạo thì sẽ bị thuyên chuyển đến những vùng xa xôi. Có lẽ vì biết tôi có đặc quyền trình thẳng với ông Diệm, có tư cách của một nhân viên an ninh cao cấp, lại là một người theo đạo Phật, nên bà con thân hữu kể cho nghe vô số tội ác của Ngô Đình Cẩn và bọn Cần Lao. Dân chúng chỉ biết nghiến răng, ngậm miệng, chịu đựng vì kêu trời nào có thấu.
Ngay cả Phật giáo bị chính phủ Sài Gòn bãi bỏ ngày nghỉ lễ Phật đản trong chương trình nghỉ lễ hàng năm để quân dân công chức không thể đi chùa. Đã kêu ca với không biết bao nhiêu đơn từ mà vẫn không được hồi âm huống gì dân đen sức yếu thế cô. Cái biểu tượng uy quyền khiếp đảm nhất của ông Ngô Đình Cẩn và cũng là cái khiếp giới tàn độc nhất để Cẩn xây dựng bạo lực và quyền y là ban công tác miền Trung. Tức là ban mật vụ lưu động, một tổ chức ấy bạo lực vừa làm cứu cánh vừa làm phương tiện, một cách nôm na là người khác có đổ máu, có khổ đau thì mình mới khoái lạc. Ban công tác miền Trung như một đoàn hung thần bủa màn lưới sắt xuống đời sống của quân dân chính quyền miền Trung, mà cuối màn lưới là cái nút khóa oan nghiệt mà trại giam người có tên là trại Chính Hầm. Một trại giam tuy lộ liễu hơn nhưng lại khủng khiếp hơn trại B42 ở sở thú Sài Gòn của ông Ngô Đình Nhu. Sau này, khi ông Ngô Đình Cẩn bị xử tử, trại Chính Hầm trước khi bị phá hủy trở thành một trung tâm thăm viếng của dân Thừa Thiên để dặn nhau ghi nhớ đời đời tội ác của nhà Ngô. Nhân sĩ Hoàng Trọng Thược, người Huế, đã kể lại một chứng tích như sau về trại Chính Hầm. Ngô Đình Cẩn có cho xây 9 cái hầm dưới đất ở ngoại ô thành phố Huế để nhốt tù chính trị và những kẻ mà Cẩn định làm tiền. Ái Huyên, một nữ sinh Đồng Khánh Huế, nạn nhân của Cẩn, trong khi bị giam ở Chính Hầm, đã sáng tác bài thơ: trước phong cảnh hữu tình ai có biết rằng nơi đây địa ngục trần gian, nơi chứa chấp một chế độ bạo tàn, và cảnh ấy là cung vàng địa ngọc. Du khách hỡi, dừng lại để nghe tiếng khóc của oan hồn tử sĩ chết đau thương. Những nấm mồ vô chủ suốt đêm trường như quằn quại theo từng cơn gió buốt. Trên nệm ấm kẻ bảo tàng nào đâu có biết, bao thân người chui rút dưới tanh hôi, và nghe hồn khóc kể mãi không thôi. Nếu những lời than khóc thảm thiết của dân Huế vẫn chưa đủ để làm xúc động và thức tỉnh một số sử gia Hoài Ngô, muốn che đậy sự thật lịch sử thì xin hãy đọc tâm sự của ông Võ Như Nguyệt, một cán bộ trung kiên và thiết yếu của ông Diệm, một chứng nhân đã sống trong lòng chế độ. Nguyên năm 1977, trong khi đang bị tị nạn tại Pháp và nỗi hoài niệm về dĩ vãng quê nhà, ông Nguyệt có viết một lá thư dài với nhiều tình tiết có tính cách sử liệu cho bạn là ông Ngô Đồng Tiếu tại Portland, thuộc tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Vì cả ba chúng tôi đều là bạn cố tri thân thiết của nhau nên ông Tiếu có chuyển lá thư đó lại cho tôi để tiện nghi sử dụng. Trong đoạn đề cập đến ông Ngô Đình Cẩn, ông Nguyện đã viết: năm 1963, như bác rõ hơn ai hết, tôi đã tuyên ngôn tại Huế và bị Cẩn bỏ tù. Mặc dù trong khi tập đoàn công dân của ông Cẩn mạnh, tôi từ chức ngang xương tỉnh trưởng Bình Định năm 1956 và đem cả họ hàng gia đình đi quy y liền cho Cẩn. Tôi đã từng phá cửa ngõ của ông Cẩn để vào nhà, đã từng đánh đập gia nô ông Cẩn ngay trước mặt ông ta và bảo rằng: vào nhà này thêm nhục nhã, vì vào đây không phải để đóng góp thực sự việc nước. Ông Cẩn lập hồ sơ bác và tôi là người gián điệp Pháp, cả duyến nữa. Bắt thằng Quế, ông Võ Văn Quế hiện đang ở California, Hoa Kỳ, khai bọn mình là thằng nhà giàu ở đường Trần Hưng Đạo đã liên lạc với tụi Tây. Ông Cẩn bắt giam bác và cho người ám hại tôi. Nhưng tôi đã nói thẳng: cậu là Tào Tháo, tôi là Dương Tu, nhưng cậu không hại được tôi đâu. Các ông Võ Như Nguyện, Nguyễn Đông Duyến, Hoàng Đồng Tiếu là những chiến hữu sắc son và xuất sắc nhất của nhà Ngô thời ông Diệm còn hàng vi, còn gặp khó khăn. Riêng ông Võ Như Nguyện còn là chiến hữu của ông Diệm trong phong trào ủng hộ Cường Đệ. Ông Cường Đệ trước năm 1945 đến nỗi đã bị Pháp bắt đầy giam ở vùng núi rừng Công Tông. Năm 1945, khi được thả về, ông vẫn tiếp tục hoạt động chính trị để ủng hộ cho ông Diệm. Anh em ông Diệm hết sức quý mến ông Võ Như Nguyện nên đã nhờ ông ta đứng làm trưởng nam trong tang lễ ông Ngô Đình Khôi. Năm 1955,
ông Diệm cử ông Nguyện làm tỉnh trưởng Bình Định. Nhưng đến khi tình hình chính trị miền Nam tới hồi thuận lợi, cho việc củng cố địa vị uy quyền, thì Ngô Đình Cẩn lại tìm mọi cách để chống phá ông Nguyện với ý đồ gây cho ông Nguyện chán nản từ chức, hầu đặt tay chân mình vào chức tỉnh trưởng đó. Ông Nguyện bất mãn từ chức rồi về nhà đi buôn. Mấy năm sau, ông làm giáo sư Hán học cho một đại học Huế vào năm 1963. Ông đã không thể bịt mắt che tai trước việc đàn áp Phật giáo trên đã cùng với nhiều giáo sư tại đại học Huế ra tuyên ngôn lên án chế độ. Do đó bị Ngô Đình Cẩn bắt giam. Còn tập đoàn Công dân là một tổ chức chính trị của một số linh mục và giáo dân do giám mục Phạm Ngọc Chi cầm đầu, mà đảng viên chỉ toàn là người Công giáo. Nhưng vì anh em ông Diệm chủ trương độc đảng nên tập đoàn phải tự giải thể để nhập vào đảng Cần Lao. Vụ án gián điệp Pháp mà ông Nguyện được và ông Duyến và ông Tiếu bị Ngô Đình Cẩn vu cáo sẽ được đề cập đến trong mục tham nhũng sau này. Tuy nhiên qua lời tiết lộ trên đây của ông Nguyện, ai cũng thấy những người bị Cẩn ra lệnh bắt để làm tiền đều bị bắt oan. Thế mà ông Cao Thế Dung trong cuốn sách Làm thế nào để giết một tổng thống lại hết sức bênh vực ông Ngô Đình Cẩn. Từ ngày đi Huế về, tình trạng bi thảm của miền Trung do ông Ngô Đình Cẩn và lực lượng Cần Lao gây ra đã làm cho tôi thấy lo lắng và bi quan cho chế độ. Tôi thương ông Diệm bao nhiêu thì tôi lại ghét ông Cẩn và nhóm Cần Lao tại miền Trung bấy nhiêu. Từ ngày đó tôi quyết không bao giờ gặp ông nữa, và mãi cho đến năm 1964, sau khi chế độ nhà Ngô bị lật đổ, tôi mới trở lại cố đô. Tuy ở Sài Gòn, nhưng nhờ bằng hữu và hệ thống an ninh tại miền Trung của nhà, tôi biết rất rõ ông Cẩn và nhóm Cần Lao càng ngày càng lộng hành, càng lao đầu vào hố sâu tội lỗi. Dân chúng miền Trung và miền Cao Nguyên mỗi ngày mỗi thống khổ thêm, và nỗi oán hận chế độ Diệm càng thêm chồng chất. Tôi thường trình bày những tội lỗi sai lầm của ông Cẩn và của cả vợ chồng ông Ngô Đình Nhu cho ông Diệm biết, nên Cẩn giận tôi lắm, nhắn nghe là sẽ cho người ám sát tôi, cũng như đã hăm dọa sẽ chém đầu hai ông Trần Chánh Thành và Trần Kim Tuyến. Nhưng đời nào tôi sợ bọn gian hiểm bất lương. Cẩn càng dọa nạt tôi thì tôi càng hạ nhục ông bằng một chiến dịch kể tội Ngô Đình Cẩn với bằng hữu và các cộng sự viên của ông ta. Thấy không lay chuyển được thái độ của tôi, ông Cẩn bèn dùng thủ đoạn cầu hòa. Một hôm tôi đang ngồi nói chuyện với hai người bạn là đại tá Nguyễn Vinh và Phùng Ngọc Trưng hiện ở Pháp tại nhà riêng, thì ông kỹ sư Nguyễn Xuân Thưởng, giám đốc công chánh miền Duyên Hải, và ông văn biểu Đoàn Đình Dương đến thăm. Hai thuộc hạ cao cấp đó của ông Cẩn cho tôi biết họ được lệnh ông cố vấn miền Trung và mời tôi ra Huế một chuyến để ông cố vấn và tôi cùng nhau thông cảm, gây lại hòa khí xưa. Họ mới nói tới đó là tôi nổi nóng ngay. Tôi bảo họ về nói với ông Cẩn rằng tôi thề sẽ không bao giờ gặp mặt ông ta nữa, vì ông ta chỉ là thứ chánh tổng cường hào ác bá, không xứng đáng để tôi gặp gỡ nói chuyện. Tôi bảo hai kẻ thân tín của ông Cẩn về nói rõ cho ông ta biết rằng Ngô Đình Cẩn và nhóm Cần Lao đang phá hoại chế độ và đang phản bội tổng thống Diệm. Tôi bảo họ về nhắn kỹ với ông Cẩn rằng Đỗ Mậu chưa hề biết sợ ai, đừng có dọa dẫm, đừng có thủ đoạn mà uổng công. Sợ liên lụy đến một người bạn vẫn còn nhiều bà con tại miền Trung, nên tôi nói đến đó tôi ra dấu cho đại tá Phùng Ngọc Trưng ra về để tôi mạnh miệng hơn trong việc kể tội Ngô Đình Cẩn. Có đúng như thế không hỡi anh Phùng Ngọc Trưng ơi? Dưới thời pháp thuật, trong mưu đồ tiêu diệt miền Nam, miền nền Tam giáo tại Việt Nam, để có thể dễ dàng truyền đạo, các vị cố đạo ngoại quốc thường dựa vào quyền hành và luật lệ của thực dân, hay dựa vào tiền bạc và thế lực của chính phủ bảo hộ để mua chuộc. Giới bình dân Việt Nam theo Công giáo xúi dục họ từ bỏ tục lệ phong hóa cổ truyền của dân tộc, như học giả Đào Trinh Nhất nói rõ trong cuốn Phan Đình Phùng, Phương Cách và Thủ đoạn
đó không mang lại kết quả bao nhiêu cho tham vọng của các giáo sĩ Tây Phương như học giả Đào Duy Anh đã trình bày. Trong số những người theo Cơ Đốc giáo, một phần lớn rất lớn là vì lợi mà theo chứ không phải là vì tín ngưỡng sâu xa. Cho nên ta có thể nói rằng ảnh hưởng tinh thần của Cơ Đốc giáo đối với dân ta lại còn ít hơn những thành tích thực hiện nữa. Mãi đến năm 1944, Công giáo mới cho ra đời cuốn lịch sử Đạo Thiên Chúa tại Việt Nam với hậu ý muốn chứng minh sự hiền hữu có nguồn gốc của Giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam trong lịch sử dân tộc Việt. Trong bài đề tựa Đức Khâm Mạng, Tòa Thánh Rapper, than phiền chỉ có dân nghèo, chỉ có giới bình dân dốt nát mới nghe theo tin mừng của Chúa Kitô, còn giới có học thì cố tình không biết đến đạo lý của Gia Tôn. Ngay cả trí thức Công giáo như ông Lý Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung cũng phải nêu lên lý do bất khoan dung của Thiên Chúa giáo làm cho các dân tộc Á Đông bất mãn khước từ. Tôi nghĩ rằng sự bất khoan dung nói trên, ngoài những lý do khác, đã khiến cho giáo hội va chạm nặng nề với các dân tộc Á Đông và đã không thành công mỹ mãn trong việc trao giảng tin mừng tại vùng này. Sau 4 thế kỷ giảng đạo với những phương tiện hùng hậu, những hy sinh lớn lao, phải nhận rằng số người Á Đông theo đạo luật thật là ít ỏi, ngoại trừ xứ Phi Luật Tăng. Giáo hội đã xem các nền văn hóa Á Đông là vô giá trị, là sai lầm, là tội lỗi, do đó đã gần như bắt buộc người Á Đông phải chọn lựa giữa dân tộc và giáo hội. Và lại, trình độ đạo đức trung bình của người Thiên Chúa giáo Á Đông không có gì gọi là cao hơn những người không Thiên Chúa giáo. Như vậy, sau gần 400 năm rao giảng tin mừng, kết quả của việc truyền bá Thiên Chúa giáo tại Việt Nam quả thật là nhỏ nhoi, khiêm tốn. Mà thể hiện rõ ràng nhất là Giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam tuy có cơ sở ở thượng tầng, nhưng về mặt sâu xa gốc rễ và quảng đại quần chúng thì bị khước từ và bật dội ra khỏi tâm thức của đại khối đại đoàn kết dân tộc vì tính bất khả hòa và bất khả dung của nó. Năm 1945, với sự du nhập của chủ nghĩa Marxist mà công khai là hội nghiên cứu chủ nghĩa Marxist ở Hà Nội, và với áp lực của một mà cuộc kháng chiến chống thực dân Tây Phương do Đảng Cộng sản điều động để vận dụng và kết hợp toàn dân, nhất là thành phần tiểu tư sản trí thức, nên các tu sĩ lãnh đạo Giáo hội Công giáo Việt Nam ý thức được mối nguy cơ đang làm suy hại khả năng truyền bá của giáo hội trên mặt tư tưởng cũng như hành động, nên đã phản ứng công khai và dứt khoát để đối kháng với sức mê hoặc vô thần của Đảng Cộng sản. Tôi còn nhớ lá thư luân lưu của Đức Giám mục mà phát diệm Lê Hữu Từ lên án Cộng sản vô thần. Tôi còn nhớ ở Huế nhiều linh mục như Cha Thích, Cha Thính thường diễn thuyết tại hội quản trị đề cao thuyết duy linh và tôn vinh Thượng Đế. Dần dần các vị linh mục như Bửu Dưỡng, Nguyễn Văn Thích, Lý Văn Lập cùng với Ngô Đình Nhu đi đến quyết định phải chính trị hóa giáo hội, mà khởi đầu là hình thành một chủ thuyết vừa triết lý vừa chính trị gọi là chủ nghĩa vị nhân vị, dựa theo thuyết personalism của nhà trí thức Thiên Chúa giáo Pháp ông Emmanuel Mounier. Tôi không có tham vọng giải thích thuyết nhân vị ở đây, nhưng về tổng quan thì nhân vị là vị thế của con người, lấy con người làm giao điểm trong trục tương quan với đồng loại. Thiên nhiên và Thượng Đế, người là trung tâm để phục vụ, có ưu thế hơn các thực thể khác như dân tộc, nhân loại hay nhu cầu vật chất. Con người có phần xác và phần hồn, mà linh hồn được coi là chủ yếu hơn. Vì linh thiêng, bất tử và là nguồn gốc của văn minh, linh hồn có tính thiêng liêng vì do chính Thượng Đế tạo ra và có khả năng vươn lên cảm thông với Thượng Đế. Trên mặt triết học, thuyết này chỉ là một mà triển khai có hệ thống những phạm trù tôn giáo mà thôi. Và thành phần trí thức Thiên Chúa giáo mà chủ yếu là một số linh mục học ở Pháp hoặc ở La Mã, và ông Nhu đã thai nghén trong vòng bí mật cho mãi đến năm 1951 khi ông Nhu rời Đà Lạt xuống Sài Gòn ở số 8 đường Ybrek, mới bắt đầu thêm ý niệm về cận lao
trong vế thứ hai của lý thuyết và công khai phổ biến trên tuần báo xã hội do ông chủ trương. Nhưng vì lý thuyết này không xuất sinh từ thực tế lịch sử và không phù hợp với hiện thực xã hội của dân tộc, mà chỉ là phó sản chấp vá của một giáo lý tôn giáo cộng với một số lý thuyết xã hội tả khuynh Tây phương, nên cuối cùng không thành hình được một mà sử quan nhất quán về vận dụng vào thực tế đấu tranh của nước nhà. Những bài nghiên cứu công phu trên tuần báo xã hội cũng như sau này trên tạp chí quê hương dưới thời ông Diệm, do đó chỉ là những món trang sức trí thức quý giá cho một thiểu số mà thôi. Tuy quý giá thật đấy, nhưng chỉ là một thứ trang sức, nghĩa là vô dụng và vô nghĩa cho hiện trạng xã hội Việt Nam. Cho đến năm 1953, nhờ những yếu tố khách quan của quốc tế, mà chủ yếu là sự yểm trợ chủ động của khối Thiên Chúa Giáo La Mã và Hoa Kỳ qua thế cờ Ngô Đình Diệm, chứ không phải nhờ tác động của lý thuyết nhân vị Cần Lao, ông Nhu mới quyết định năng động hóa lý thuyết của mình. Ông Nhu cùng với các ông Trần Văn Đổ, Trần Chánh Thành, Nguyễn Tăng Nguyên, Trần Trung Dung xin phép Thủ tướng Bửu Lộc cho ra đời một lực lượng thợ thuyền lấy tên là Liên đoàn Lao Công. Lao là lao động, công là đặc biệt, nghĩa là công giáo. Dựa theo mô thức lãnh đạo và tổ chức của lực lượng thợ thuyền Thiên Chúa Giáo Pháp, theo ký giả danh tiếng Neil Sheehan, thì chính CIA đã chi tiền cho lực lượng thợ thuyền công giáo Pháp, vốn có móc nối với anh em nhà Ngô. Sau khi anh em ông Dunlet không còn hy vọng vào một bảo đại có thể chống nổi Cộng sản Hồ Chí Minh, CIA bèn yểm trợ tài chính cho Ngô Đình Nhu qua hệ thống lực lượng thợ thuyền công giáo Pháp để quấy phá bảo đại, hầu có thể đưa Ngô Đình Diệm về Việt Nam làm thủ tướng. Mặt khác, họ hành trình một hội nghị đại đoàn kết vào tháng 9 năm 1953, đòi hỏi hòa bình cho Việt Nam với sự tham dự của ông Nhu và các đoàn thể chính trị gồm luôn cả Bảy Viễn và các giáo phái. Về đại hội đại đoàn kết này, có một mà ngộ nhận lịch sử cần làm sáng tỏ. Một số người căn cứ vào một đoạn viết của Bảo Đại trong cuốn Liragon Anman, trang 328, một hồi ký mà nhà nghiên cứu sự chính đạo đã phát hiện rằng người chủ biên thật là một sĩ quan cấp tướng người Pháp chứ không phải là Bảo Đại, để cho rằng chính ông Nhu là người đóng vai trò chủ động của phong trào này. Theo tôi, ông Nhu chỉ là người tham dự thụ động chứ không hề ở trong cấp lãnh đạo của phong trào này. Cụ Trần Văn Ân, tổng thư ký của chính phong trào này, đã liệt kê đầy đủ những khuôn mặt lớn của phong trào trong chủ tịch đoàn, gồm có cụ Trần Trọng Kim, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, ông Lương Trọng Tường, Linh Mục Hoàng Quỳnh, đại diện Đức cha Lê Hữu Từ và Thượng tọa Tố Liên, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến tên của ông Ngô Đình Nhu cả. Xem tạp chí Đuốc Từ Bi số 26 ngày 1 tháng 5 năm 1987, California. Không những thế, ông Đoàn thêm lại cho rằng người kiến trúc sư của đại hội này là chính là Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, để làm theo sát đường lối của quốc trưởng. Đối với Pháp, ông Nguyễn Văn Tâm cũng lâm vào cảnh khó xử như ông Hữu, vì ai cũng biết rằng ông từng tham gia, gia đình ông đều thật tình thân Pháp. Tuy nhiên, ở địa vị thủ tướng, ông đã phải theo sát đường lối quốc trưởng, lên tiếng đòi thay đổi quy chế Liên Hiệp Quốc. Ngày 6 tháng 6 năm 1953, triệu tập một quốc dân đại hội để xét lại tình trạng ban giao Việt-Pháp và đưa yêu sách trả quyền cho Việt Nam, ngày 10 tháng 9 năm 1953. Những ngày chưa quên, Đoàn thêm trang 196-197. Với cụ Trần Văn An, tổng thư ký nằm trong nội bộ của đại hội, và ông Đoàn thêm, người nổi tiếng khả tín và thức tỉnh thức và tỉ mỉ theo dõi chuyện từng ngày, thì đoạn hồi ký nói trên của vua Bảo Đại là một nhầm lẫn vô tình hay cố ý, cần sửa lại cho đúng. Nếu không, lại có người căn cứ vào đó mà suy diễn bậy rằng vua Bảo Đại cử ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng là nhờ thành tích và uy tín của anh em ông ta, chứ không phải vì áp lực của Mỹ và Pháp, như sự thật lịch sử đã diễn ra.
Song song với hai công tác nổi đó, ông Nhu bí mật hoạt động để cho ra đời Đảng Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng. Thật ra không ai biết được Đảng Cần Lao Nhân Vị khai sinh như thế nào và bao giờ, ngoại trừ ông Nhu và các đồng chí của ông Nhu đã nói trên kia. Và cũng không ai thấy được cương lĩnh nội quy của Đảng như thế nào để nghiên cứu mà đồng ý hay chống đối. Nhưng qua một số bài báo biểu lộ tư tưởng của ông Nhu trên tuần báo xã hội và qua những đề tài giảng dạy tại Trung tâm Nhân vị Vĩnh Long sau này, nhiều người như nhà văn Chu Bằng Lĩnh đã phải chán nản nặng lời phê phán thuyết nhân vị của ông Ngô Đình Nhu là một thứ pha trộn đầu Ngô mình sở, chấp phá bằng một mớ tư tưởng hổ lốn, góp nhặt mọi thứ một ít giáo lý Thiên Chúa giáo đến chủ nghĩa nhân vị của Monier, pha thêm thuyết nhân ái của Khổng Tử, cộng thêm vài nét chủ nghĩa tư bản lẫn lộn với chủ nghĩa duy linh chấm cộng. Phải chăng vì sự phá trộn quá tham lam chế độ nghịch lý đó mà Stanley Kanao đã nhận định rằng thuyết nhân vị của Ngô Đình Nhu đã chịu hai sự tai hại? Thứ nhất là ngay cả giới trí thức mà còn không thể hiểu nổi thuyết đó là gì, huống chi quần chúng. Thứ hai là ông Ngô Đình Nhu bị người thừa kế của ông Monier lên án gian lận trên tờ báo Thiên Chúa giáo Epin tại Pháp. Ông Nhu cố gắng tổng hợp mà một cách quá gượng ép nhiều hệ thống tư tưởng vào thuyết nhân vị của ông ta. Và vì tuy chủ yếu mô phỏng thuyết nhân vị của Monier, nhưng ông lại muốn có những thêm bớt thay đổi cho có vẻ đó là sáng tạo độc lập riêng của mình. Đã thế, ông Nhu tuy là một người Việt trí thức nhưng lại xuất thân từ trường Tây, nên ông không viết được hay không muốn viết bài bằng quốc ngữ mà chỉ viết bằng tiếng Pháp, rồi có người dịch ra tiếng Việt, do đó bản dịch không lột hết được tư tưởng của ông ta. Nguyên bản tiếng Pháp đã kết thúc, đã khúc mắc khó hiểu vì khó khăn diễn đạt, thì bản dịch Việt ngữ chắc chắn như một mớ chỉ rối. Chẳng trách ngay đến giờ này một lý thuyết gia đã nhận là chỉ đạo sinh mệnh quốc gia suốt 9 năm trời như thế mà không thể để lại được một tác phẩm nghiên cứu nào, lại càng không để lại một vết tích suy tư nào trong tâm thức dân tộc, ngoại trừ một thiểu số Hoài Ngô chỉ biết hò hát hai chữ nhân vị nhạt nhẽo. Ông Ngô Đình Nhu, cha đẻ của thuyết nhân vị Cần Lao, sinh tại Huế vào ngày 7 tháng 10 năm 1910, sau khi đỗ cử nhân văn chương tại Pháp. Ông vào trường quốc gia cổ tự học ngành Archivist, một trường nổi tiếng ở Paris, mà nếu tôi không lầm thì người Việt Nam duy nhất trước đó chỉ có cụ Phan Vô Kỵ ra trường và về Việt Nam năm 1938. Ông Nhu làm việc cho nha văn khố Trung ương Đông Dương tại Hà Nội từ năm 1938 đến năm 1943. Từ năm 1943, ông làm chủ sự văn phòng văn khố Tòa Khâm Sứ Huế, và trong thời gian này, ông được ông Trần Văn Lý, Đổng Lý, ngự tiền văn của văn phòng Nam Triều, mời giữ chức chủ tịch hội đồng chỉnh đốn châu bản của văn khố nhà Nguyễn. Năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp, ông được chính phủ Trần Trọng Kim cử giữ chức giám đốc văn khố trung ương tại Hà Nội. Tuy là một nhà trí thức xuất thân từ một gia đình quan lại, nhưng ông không chịu viết bằng tiếng Việt mà chỉ viết bằng tiếng Pháp, chứng tỏ là về mặt tác phẩm ông chỉ viết độc nhất một bản khảo luận độ 7-8 trang mà lại viết bằng tiếng Pháp, nhan đề là "Và dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, hầu hết diễn văn quan trọng của ông Diệm đều do ông Nhu viết bằng tiếng Pháp văn, rồi ông Võ Văn Hải dịch ra quốc ngữ." Cần phải nói rõ ra như thế để giải thích về những bài viết ký tên Ngô Đình Nhu trên tuần báo xã hội với ý và văn khúc mắc khó hiểu, nên đã làm cho ký giả Kanao nhận định chính xác rằng những người trí thức cũng không hiểu nổi thuyết nhân vị của Ngô Đình Nhu. Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1956 tuy là sự đóng góp trí tuệ của nhiều người, nhưng cái sườn chính vẫn là do ông Nhu soạn ra. Cũng như bản chung kết của hiến pháp mà trước khi biểu quyết tại quốc hội lập hiến để trở thành văn kiện căn bản của quốc gia là do ông Nhu nhuận chính
nhuận đính và chung quyết. Bản hiến pháp này ngoài một văn từ ngữ mà trên mặt tượng thanh có vẻ nhân vị hoặc có liên hệ đến thuyết duy linh như cái giá trị siêu việt, sứ mạng nhân vị duy linh tạo hóa, còn nội dung thật sự của nó đã không xiển dương được chút nào yếu tính căn bản nếu có của thuyết nhân vị. Hỗn tạp quá nên không có những yếu tính đặc thù để tạo ra nét độc đáo riêng biệt cho hiến pháp. Và thứ hai là nhu cầu quyền lực chính trị quá lớn nên ông Nhu đã bất chấp cái tờ nội dung nhân vị dù còn mơ hồ chưa thành hình để đưa vào hiến pháp những nguyên tắc chính trị chà đạp sinh hoạt dân chủ của quốc gia và quyền tự do của công dân để tập trung quyền hành vào một thiểu số thống trị, nghĩa là chủ xướng tối đa tính độc tài trong bộ luật căn bản và cao cấp nhất của quốc gia. Muốn xem một hiến pháp là dân chủ hay độc tài, ta chỉ cần nghiên cứu hai quan niệm. Một là quyền lực quốc gia qua hình thái tổ chức cơ cấu quốc gia thuộc về ai. Và hai là quyền hành của công dân được công nhận là quy định như thế nào. Hiến pháp đệ nhất Cộng hòa trong thiên điều khoản căn bản điều 2 viết rằng chủ quyền thuộc về toàn dân. Nhưng đoạn 3 điều 3 thì lại xác định tổng thống lãnh đạo quốc dân, nghĩa là tách rời hai ý niệm chủ quyền và quyền lực ra khỏi nhau, làm cho nhân dân có thể làm chủ được, làm sao nhân dân có thể làm chủ được quốc gia khi tổng thống chứ không phải là họ lãnh đạo quốc dân. Dù quốc dân ủy nhiệm vụ hành pháp cho tổng thống dân cử và nhiệm vụ lập pháp cho quốc hội cũng do dân cử, điều 3 đoạn 1 mà ủy theo bản dịch pháp văn chính thức lại có nghĩa là phong, tức là trao toàn quyền một cách thực tế cứ 5 năm. Người dân cần là cầm lá phiếu để phong một ông tổng thống để cai trị mình rồi trở về không còn tham dự gì vào quyền lực quốc gia nữa. Như ta sẽ thấy rõ trong bản hiến pháp ở các mục sau cũng như trên thực tế của 9 năm cai trị, tổng thống Diệm tập trung trong tay những quyền hành hợp hiến to lớn mà quốc hội chỉ là một bộ phận phụ thuộc được dùng để luật hóa các quyết định chính trị của hành pháp mà thôi. Cũng do đó, nguyên tắc phân quyền cơ bản được đề ra trong hiến pháp chỉ còn là chiêu bài xảo trá để đánh bóng cho chế độ. Chủ quyền thuộc về toàn dân và tổng thống lãnh đạo quốc dân nghe không khác gì đảng lãnh đạo, nhân dân chủ làm của hiến pháp cộng sản hiện nay tại quê nhà. Điểm khác biệt duy nhất là cộng sản tập trung quyền lực vào một chính trị bộ nhiều người, còn hiến pháp năm 1956 thì tập trung quyền lực vào một tổng thống Diệm. Nguyên tắc chủ quyền đã bị chà đạp như thế, đến quan điểm toàn dân thì lại càng mơ hồ hơn nữa. Bản dịch tiếng Pháp đăng trên công báo chủ quyền thuộc về toàn thể quốc dân, và chữ quốc dân này còn được dùng nhiều lần trong hiến pháp. Quốc dân theo lý thuyết dân chủ Tây Phương mà hiến pháp năm 1956 áp dụng là một tập thể trừu tượng, không những bao gồm thế hệ hiện tại mà còn cả thế hệ đã qua và sau này nữa. Nó là một pháp nhân tách rời khỏi những cá nhân hợp thành quốc gia, và luật có thể ấn định những điều kiện để hành xử chức năng quốc dân. Đó như điều 18 đã quy định rằng quyền bầu cử và ứng cử phải theo thể thức và điều kiện luật định, hoặc quyền bầu cử và ứng cử phải theo thể thức và điều kiện luật định, hoặc điều 50 xác định rằng phải hội đủ các điều kiện khác dự liệu trong luật tuyển cử. Vì quốc dân không phải là nhân dân nên ngay cả cái chủ quyền mà người dân miền Nam được nắm giữ một cách trừu tượng ở phần đầu của hiến pháp thật ra cũng chỉ là một thứ chủ quyền lý thuyết trên giấy tờ. Như vậy, hai nguyên lý căn bản nhất làm cơ sở chỉ đạo cho hiến pháp năm 1956 là chủ quyền của ai và ai là lãnh đạo đã nói lên rất rõ ý đồ của ông Ngô Đình Nhu muốn tập trung quyền lực vào một cá nhân tổng thống để có thể cai trị một cách độc tài, phản dân chủ. Cho nên ta không thấy lấy làm gì ngạc nhiên khi thấy quyền hành pháp của tổng thống chẳng những đã lấn át quyền của quốc hội mà còn có
mà còn có khi bao gồm cả tính lập pháp nữa. Tổng thống bổ nhiệm và cách chức tất cả các công chức dân và quân sự, điều 37. Bổ nhiệm các sứ thần, điều 35, là tổng tư lệnh tối cao của quân đội, điều 37. Có quyền ân xá, ân giảm, hoán cải hình phạt, quyền huyền án, điều 37. Ký kết, phê chuẩn các hiệp định quốc tế, thay mặt quốc gia trong việc giao thiệp với ngoại quốc, điều 35. Tuyên chiến và ký kết hòa ước với sự thỏa thuận của chỉ một nửa túc số quân hội, điều 36. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp, báo động, giới nghiêm, điều 44. Tổ chức trưng cầu dân ý, điều 40. Và vì các vị thẩm phán tối cao đều do tổng thống bổ nhiệm và được xem như là một công chức có thể bị cách chức, nên trên thực tế tổng thống chẳng những đã để trực tiếp nắm gần hết mọi cơ cấu của hành pháp, từ cấp bộ trưởng, tướng lãnh cho đến nhân viên hút rác, anh binh nhì, mà còn có khả năng khuynh hướng mà khuynh loát và điều động tư pháp nữa. Quyền lập pháp tuy nói là thuộc về quốc hội, điều 55, nhưng trên thực tế tổng thống cũng có quyền làm luật. Nhưng trong khi quyền làm luật của tổng thống thì bất khả xâm phạm, ngược lại, quyền làm luật của quốc hội có thể bị tổng thống khống chế. Thật vậy, ngoài cái quyền đương nhiên được chuyển dự thảo ra quốc hội để hầu hết được phê chuẩn nhanh chóng, điều 56, hiến pháp năm 1956 còn cho phép tổng thống vì lý do khẩn cấp có quyền ban hành sắc luật giữa hai khóa họp quốc hội, điều 41, hoặc trong tình trạng khẩn cấp, chiến tranh, nổi loạn, khủng hoảng kinh tế hoặc tài chính, tổng thống được điều 43 của hiến pháp để đề phòng đối lập có thể làm tê liệt chính quyền. Điều 43 viết rằng trong trường hợp mà ngân sách không được quốc hội chung quyết trong thời hạn ấn định ở điều 60 thì tổng thống có quyền ký sắc luật ngân sách cho tài khoá, và nếu về sau này quốc hội có bác bỏ hoặc sửa đổi những điều khoản của sắc luật ngân sách thì quốc hội phải giải quyết các hậu quả gây nên do việc bác bỏ hoặc sửa đổi. Thật chưa có một hiến pháp nào có lối văn vừa cảnh cáo vừa đe dọa quốc dân như điều 43 này. Cũng trong hiến pháp này, về thể thức biểu quyết của quốc hội, một dự án hoặc dự thảo luật được quốc hội chấp nhận chỉ có giá trị nếu hội đủ túc số 1/3 tổng số dân biểu, điều 69. Quy định đa số phục tùng thiểu số phản dân chủ này chỉ có thể giải thích bằng ý đồ chính trị đen tối của ông Nhu, muốn đề phòng trường hợp tổng số dân biểu gia nô của mình bị trở thành bị thiểu số trong quốc hội. Nhưng trong khi quốc hội dễ giải với tổng thống như thế thì ngược lại, khi tổng thống phủ quyết một đạo luật của lập pháp, quốc hội phải hội đủ túc số 3/4 khó khăn mới được tái thông qua, mà 3/4 này phải minh danh đầu phiếu, điều 58, để tổng thống điểm mặt xem ai đã dám chống lại quyền chủ quyết của mình. Ngoài ra, tổng thống có quyền đình chỉ việc áp dụng hoặc nhiều đạo luật trong những vùng mà tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp, điều 44. Một mà viện bảo hiến có được quy định để nghiên cứu và quyết định xem các điều khoản có bất hợp pháp hiến hay không. Nhưng viện này gồm 9 người thì vị chủ tịch và 4 thẩm phán hay luật gia đã do tổng thống bổ nhiệm rồi. Điều 86. Cuối cùng, tổng thống có quyền đề nghị sửa đổi hiến pháp, điều 90, và ủy ban sửa đổi hiến pháp phải tham khảo ý kiến không những của viện bảo hiến bù nhìn mà còn của cả tổng thống nữa, điều 91. Tóm lại, theo hiến pháp năm 1956 này, cái hiến pháp đã làm bình phong dân chủ cho chế độ Ngô Đình Diệm suốt 7 năm, thì tổng thống có đầy đủ quyền lực để triệt tiêu hoặc làm tê liệt các đạo luật nào mà mình không vừa ý, cũng như để ban hành và thi hành các đạo luật nào có lợi cho mình. Nếu tổng thống đã khống chế quốc hội được như vậy thì ngược lại, quốc hội có quyền gì đối với tổng thống không? Tổng thống không bắt buộc phải điều trần trước quốc hội, không chịu trách nhiệm trước quốc hội và không thể bị quốc hội bất tín nhiệm để lật đổ. Tổng thống tiếp xúc với quốc hội bằng thông điệp và nếu muốn có thể dự các phiên họp của quốc hội cũng như chỉ khi thấy cần. Tổng thống không thông báo cho quốc hội biết tình hình quốc gia, điều 39.
Qua những điều kể trên, ta thấy rõ rằng khi thiết kế ra hiến pháp này, quả thật ông Nhu đã muốn cho anh mình trở thành một thứ đế vương phong kiến với những hình thức và ngôn ngữ có vẻ dân chủ tự do. Chính ông Ngô Đình Diệm cũng đã công khai bày tỏ sự tán đồng nội dung của bản hiến pháp này trong bài phỏng vấn của nhật báo Pháp Ly Figaro ngày 23-24 tháng 3 năm 1959. Cần phải nhớ lại quá khứ của chúng tôi. Chế độ chính trị ở Việt Nam thời nào cũng vậy, đã thành lập trên nguyên tắc điều khiển việc nước không phải do những đại biểu của quốc dân, mà do những ông vua có những tể tướng sáng suốt phụ tá. Chúng tôi phải lập lại ở Việt Nam hệ thống luân lý như ngày xưa. Ông Nhu đúng là một vị tể tướng sáng suốt, vì đã mang vị vua Ngô Đình Diệm phong kiến của thời đại quân chủ về làm nguyên thủ của nước Việt Nam Cộng Hòa theo tổng thống chế, để xây dựng tự do dân chủ cho miền Nam chống cộng. Trách gì nước chẳng mất. Quan điểm thứ nhì của hiến pháp năm 1956 mà ta phải xét đến là quyền hành của người dân được quy định như thế nào trong chương quyền lợi và nhiệm vụ của người dân. Đây cũng là chương nói lên rõ ràng nhất cái kỹ thuật lừa bịp tinh vi của ông Ngô Đình Nhu, cha đẻ của hiến pháp năm 1956, phát xuất từ sự đánh giá sai lầm sức mạnh của một chế độ dân chủ tự do và sức mạnh vô địch của quần chúng trong cuộc chiến tranh chống lại một kẻ thù như Cộng sản. Phát xuất từ quan niệm cơ bản rằng chỉ cần một chính quyền mạnh trong nghĩa bạo lực quân sự hoặc bạo lực chính trị là chế độ có thể tồn tại vững bền, hiến pháp năm 1956 đã nhân danh chủ nghĩa chống cộng để kiểm soát và giới hạn tối đa mọi quyền tự do và dân chủ của người dân. Quan niệm này không đếm xỉa đến nhân dân như là một sức mạnh trụ cột và trường kỳ của miền Nam Việt Nam, cũng như không đếm xỉa đến sinh hoạt dân chủ như là vũ khí hữu hiệu nhất để đối kháng với kẻ thù. Thật vậy, sau khi đã mở đầu hiến pháp với một mớ từ ngữ ma quái trong triết lý Duy Linh, và sau khi đã bắt buộc phải xác định một cách không thể tránh được những nguyên lý căn bản mà hiến pháp nào, kể cả hiến pháp Cộng sản, cũng phải đề ra như quốc gia công nhận và bảo đảm những quyền căn bản của con người. Điều 5, mọi người dân đều có quyền sinh sống và tự do an toàn. Điều 9, thì đến lúc đi vào từng chi tiết cụ thể của từng sinh hoạt của người dân, mọi điều đưa ra có vẻ tự do dân chủ đều bị giới hạn lại ngay bằng một điều khác liền. Hiến pháp xác định quyền tự do nghiệp đoàn và quyền định công được công nhận, nhưng điều 25 ngay sau đó lại nói rằng việc sử dụng các quyền này phải theo những thể thức và điều kiện luật định. Luật định như dụ số 23 về việc thành lập nghiệp đoàn bắt phải nộp điều lệ để chỉnh quyền cứu xét và quyết định. Nhưng dụ này lại không định ra một giới hạn nào cả về thời gian cứu xét. Hiến pháp cũng xác định có quyền định công, nhưng cũng ngay trong điều 25 đó thì quyền định công không được thừa nhận đối với nhân viên và công nhân trong các ngành hoạt động liên quan đến quốc phòng, an ninh, công cộng hoặc các nhu cầu thiết yếu của đời sống tập thể. Nhưng lại không có một văn kiện luật định nào giải thích rõ ràng các ngành đó cả, mà cả chỉ do tổng thống hoặc chính quyền xác định lấy. Cũng vậy, nói rằng tính cách riêng tư của thư tín không thể xâm phạm, nhưng lại thêm trừ khi cần bảo vệ an ninh công cộng hay duy trì trật tự chung, điều 12, do người dân có quyền tự do đi lại với cư ngụ, rồi lại thêm ngoại trừ trường hợp luật pháp căn ngăn cản vì duyên cớ vệ sinh hay an ninh công cộng. Điều 13, xác định người dân có quyền giao xuất ngoài, nhưng trừ trường hợp luật pháp hạn chế vì lý do an ninh, quốc phòng, kinh tế, tài chính hay lợi ích công cộng. Điều 13 nói rằng có quyền tự do hội họp và lập hội, nhưng giới hạn trong khuôn khổ luật định. Điều 15, hiến pháp cũng công nhận là chỉ có thể bắt giam người khi có câu phiếu của cơ quan có thẩm quyền, mà lại không xác định cơ quan có thẩm quyền là những cơ quan nào, cho nên sau này có nhiều cơ quan mật vụ an ninh chìm nổi ở trong Nhu, ông Cẩn, không nằm trong hệ thống của Bộ Tư pháp mà vẫn có quyền bắt người dù có hoặc không có câu phiếu. Nói chung,
để kiểm soát và bóp nghẹt quyền của người dân, Hiến pháp năm 1956 đã tung ra một mớ gươm Damocles treo trên đầu người dân với những từ ngữ và chính quyền muốn giải thích như thế nào cũng được, như điều kiện luật định, lý do quốc phòng, an ninh công cộng, an toàn chung, trật tự chung, lợi ích công cộng, đạo lý công cộng. Và để bảo đảm đối với sự đa kiểm soát, tối đa sự kiểm soát này, Hiến pháp còn nâng chủ trương này lên thành nguyên tắc tổng quát điều 28. Cầm quyền của mỗi người đều được sử dụng theo những thể thức và điều kiện luật định. Điều 28 quý quyết này đóng kín một cánh cửa một cách hoàn toàn và vĩnh viễn tất cả mọi hy vọng của người dân về mọi sinh hoạt dân chủ và an toàn cá nhân dưới chế độ. Đồng thời trao lại một cách hoàn toàn và vĩnh viễn quyền sinh sát vào tay một thiểu số gia đình họ Ngô đang nắm quyền lực trong tay. Ngoài ký giả sắp lên trong bài The Court of Jim đã nặng lời chỉ trích Hiến pháp năm 1956 của đệ nhất Cộng hòa, nhiều luật gia Việt Nam tên tuổi cũng đã nghiêm khắc lên án Hiến pháp, đó là độc tài, cổ hủ, không liên hệ gì với thuyết nhân vị cả. Luật gia Đoàn Thêm trong những ngày chưa quên đã phải bỏ ra 11 trang kể từ trang 23 để phân tích sự liên hệ giữa thuyết nhân vị và Hiến pháp đệ nhất Cộng hòa. Liên hệ giữa Hiến pháp và Quốc hội, giữa Quốc hội và Tổng thống đã có một nhận xét như sau đây. Triết lý chính trị của ông Ngô Đình Nhu muốn đưa ra đã được tóm tắt trong đoạn mở đầu và phần căn bản của Hiến pháp 26 tháng 10 năm 1956 lại được nhấn mạnh đã thành khẩu hiệu chính thức. Tuy nhiên, những lý tưởng này chỉ để thể hiện ra hai thiên đầu của Hiến pháp năm 1956. Còn ở phần cơ cấu chính quyền, nghĩa là khi chuyển sang phần ứng dụng, và nếu xét về luật công pháp thì rất khó thấy trong tương quan gì giữa những thuyết nhân vị và các quần máy quốc gia. Bởi thế năm 1956 tôi không hoài nghi, tuy một người số người hài lòng và cho là lần đầu tiên chúng ta mới kiến tạo được trên một căn bản triết lý chính trị vững vàng. Trái lại, tôi đã ghi nhận áp lực rất mạnh mẽ của thực tế, của nhân vật và thời cuộc trong việc xây đắp nền móng của chế độ. Luật gia Nguyễn Hữu Châu, giáo sư Đại học Luật khoa Paris, nguyên Bộ trưởng Bộ Phủ Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa năm 1957 năm 1958 và có liên hệ với chính quyền miền Nam, đã có những phán xét không tốt đẹp gì cho Hiến pháp nhân vị năm 1956 của đệ nhất Cộng hòa. Trong luận án cao học luật khoa, ông Nguyễn Hữu Châu hiện ở Pháp, sau khi phân tách từng chương từng mục đã kết luận rằng: xét đến lịch sử các cơ chế và tư tưởng chính trị của Việt Nam, thật khó mà không công nhận rằng hệ thống của Hiến pháp ngày 26 tháng 10 năm 1956 quả là một sự thoái hóa so với hệ thống chính trị cổ truyền. Tại vì Hiến pháp 26 tháng 10 năm 1956 đã giữ lại những gì kém tiến bộ nhất của chế độ xưa cũ, rồi bổ túc bằng những sự kiềm chế tăng tiến nhất. Do đó mà cái ý niệm về lãnh đạo được trình bày trong bản dịch chính thức của Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa không có cái ý nghĩa mà các nhà xã hội học Mỹ trao gửi lúc đầu. Còn giáo sư Nguyễn Văn Bông, thạc sĩ công pháp, viện trưởng Viện Quốc gia Hành chánh Sài Gòn, thì công đoạn kết của giáo trình năm thứ nhất từ nhân luật về môn luật hiến pháp và chính trị học của Đại học Luật khoa Sài Gòn đã viết rằng: thật vậy, ngay ở đầu khoa bảng thứ 3, chúng ta nhận thấy tổng thống lãnh đạo quốc gia, tổng thống bổ nhiệm và cách chức các sứ thần cùng công chức la cao cấp không cần ý kiến của quốc hội. Trái với nguyên tắc phân nhiệm mà điều 3 ghi rõ ràng, nguyên tắc phân nhiệm giữa hành pháp và lập pháp phải rõ rệt. Hiến pháp năm 1956 dành cho tổng thống quyền ký danh sách luật giữa hai khóa họp quốc hội, quyền ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp, báo động hoặc giới nghiêm. Một sự tập trung quá mức quyền hành cùng sự thủ tiêu đối lập
và sự hiện diện của một chính đảng duy nhất đã đưa chế độ Ngô Đình Diệm lần lần đi đến một chế độ quyền hành cá nhân, áp dụng những phương tiện chuyên chế mà tiếng súng ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã đưa vào dĩ vãng. Nội dung của Hiến pháp năm 1956 là thái hóa. Và độc tài như thế, nhưng có một người cử ngoan cố và xuân động binh vực cho bằng được, đó là ông Nguyễn Văn Chức, cựu luật sư, cựu thượng nghị sĩ, nguyên chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Mỹ. Vì hiến pháp không có hiệu lực cưỡng hành thực tế, và tất nhiên trên việc điều hành quốc gia, cho nên ít khi người ta dựa vào hiến pháp để phê bình một chế độ, một chính quyền. Ông Đỗ Mậu và những kẻ đứng sau đã dựa vào hiến pháp để nhất Cộng Hòa, để lịch án chính quyền Ngô Đình Diệm, đồng thời phân tách và phê bình hiến pháp như một học giả. Rất tiếc họ không đủ khả năng, vì vậy đã phạm những điều sai lầm thô bạo. Viết như thế, ông Chức đã dạy dột tự tố cáo mình ba điều. Thứ nhất là vừa nông cạn về luật học, vừa ấu trĩ về chính trị học. Hiến pháp chính là văn kiện luật pháp cao nhất trong sinh hoạt của một quốc gia. Từ căn bản đó và trong khuôn khổ đó, một hệ thống pháp luật thực tế và tất nhiên được hình thành để làm trọng tài cho một xã hội dân sự. Phê bình hiến pháp chính là phê bình bản chất của chế độ, còn phê bình các bộ luật thì mới là phê bình hiện tượng của chế độ. Huống gì hiến pháp năm 1956 lại là sản phẩm đầu tay của chế độ Ngô Đình Diệm, chứ không phải là thừa kế từ một chế độ khác. Cho nên phê phán sản phẩm đó chính là phê phán căn cước chính trị và văn hóa của chế độ. Hiểu hiến pháp kiểu ông Chức là một là trên mặt lịch sử cho chế độ đứng ngoài hiến pháp, hoặc hiến pháp độc lập với chế độ như ông Diệm đã từng cao ngạo tuyên bố sau lưng hiến pháp còn có tôi. Thứ hai là thái độ phản dân chủ của một người nhiều thủ đoạn chính trị. Hiến pháp trên thực tế và nói cho cùng là một khế ước chính trị giữa người dân và chính quyền, mà thông qua các nhân, các vị dân cử đã được thảo luận và biểu quyết tại quốc hội. Rồi nếu cần còn phải được tu chính cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt thực tế của quốc gia. Vậy thì tính cưỡng hành của hiến pháp có tính chính trị nhiều hơn là luật pháp, mà ở đây là quyền lực chính trị. Ví dụ điều 3 xác định tổng thống lãnh đạo quốc gia, như điều 4 của hiến pháp năm 1992 của Hà Nội xác định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Vậy phê bình chế độ chính trị của chính quyền Ngô Đình Diệm thì không thể không đem hiến pháp ra mà mổ xẻ được. Ngoại trừ xem hiến pháp là một khế ước mà chính quyền muốn đọc tài xẻ nó lúc nào cũng được. Thứ ba là ngay cả điều quái đản mà ông Chức nói ra có đúng chăng nữa, thì trong tập hồi ký tôi và những kẻ đứng sau nào đó mà ông Chức cứ lố bịch tưởng tượng là có thật. Đã không chỉ dựa vào nỗi hiến pháp đó để phê bình chế độ Ngô Đình Diệm, hiến pháp năm 1956 hiểu theo kiểu ông Chức nghĩa là không phản ảnh bản chất của chế độ, có thể qua đó dùng làm chuẩn mực phê phán, mà còn để lộ ra tính độc tài, phản dân chủ như thế, thì trên thực tế chế độ còn tráo trở hại dân hại nước đến mức độ nào. Vừa nông cạn và ấu trĩ về luật lẫn chính trị, lại thủ đoạn phản dân chủ, ông Chức cử ngoan cố binh vực chế độ Ngô Đình Diệm nên phản ứng bị điều kiện hóa và chỉ làm thui chột trì trệ hóa ốc mà thôi. Nói tóm lại, hiến pháp là văn bản công khai, là nền tảng quy chiếu luật pháp của quốc gia, mà ngay từ những ngày đầu của chế độ, những người để ra nó còn đưa vào nó một nội dung độc tài trắng trợn như thế. Thì trên thực tế, một thực tế đã được bưng bít và che đậy bằng màn lưới công an mật vụ dày đặc, người dân còn chịu thống khổ ngàn nào, giá trị và vị thế con người còn có nghĩa gì trước mặt kẻ cầm quyền? Một kẻ cầm quyền đang ngạo nghễ với cái thuyết nhân vị trơ trẽn của mình.
và cái thuyết nhân vị đầu ngôn mình sở đó không có một giá trị nội tại nào, không có một sức mạnh lịch sử nào, không xuất sinh từ thực tế đáy tầng của dân tộc, không phù hợp với lòng dân và thời đại, không kết tinh được sự thành những nguyên tắc. Chỉ đạo sinh động cuối cùng đã bị hủy diệt theo chế độ như một món đồ trang sức thô lỗ bị vùi sâu xuống hố thời gian. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Thời gian trong clip nóng đai quá dài, xin hẹn clip sau mình làm từ đoạn tuy hợp tác với Ngô Đình Diệm này đến phần kết thúc. Mình sẽ chia ra làm hai clip đi, nó sẽ dài quá, nó sẽ mất tác dụng.